Cô bé này đang bắt tay một người tí hon trên chiếc ghế khổng lồ. Tưởng vậy mà lại không phải vậy. Người bên trái cao lớn gấp đôi người bên phải. Tưởng vậy mà lại không phải vậy. Đây gọi là những tác phẩm ảo giác thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi. Nếu như trẻ em thích thú với sự lạ kỳ, thì người lớn lại hứng thú đi tìm hiểu nguyên nhân. Khi chơi, nó sẽ khiến bạn phải nghĩ xem là cơ chế hoạt động như thế nào, dựa vào mẹo gì mà lại cho hình ảnh lạ như vậy, và mấu chốt của đánh lừa thị giác nằm ở đâu. Bất cứ ai vào đây thì cũng sẽ phải nghĩ như tôi. Những gian trưng bày với đủ các mô hình, kiểu dáng, kích thích bộ não hoạt động dựa trên nguyên lý toán học, sinh học và tâm lý học. Các bảo tàng ảo giác là nơi mà người chơi được thử sức với những vận động tư duy, thoát ra khỏi sự phụ thuộc của các thiết bị công nghệ. Một trải nghiệm độc đáo, không quá khi nói đây là nơi tạo ra kỷ niệm bằng những hình ảnh. Hóa ra ở mỗi gian trưng bày chỉ có một chỗ đứng chụp ảnh duy nhất để bạn thấy được sự kỳ lạ do ảo giác mang lại. Sau những trò vui ảo giác mà mọi người được trải nghiệm là một nhóm các nhà thiết kế và kiến trúc sư chuyên biệt lên toàn bộ ý tưởng. Đây là một quá trình rất kỳ công. Dubai hiện là trung tâm giải trí của thế giới, sở hữu nhiều kỷ lục lớn, nên chúng tôi tin rằng bảo tàng ảo giác sẽ là một bổ sung tốt khi mọi người tới Dubai. Có những thứ phi logic sẽ được giải thích khi bạn đến với nghệ thuật ảo giác. Mỗi một bảo tàng ảo giác hoàn thiện tiêu tốn tới 1 triệu đô la Mỹ, nên giá vé vào cửa của loại hình vui chơi mới này cũng không hề rẻ. Hiện ở Dubai, bạn sẽ phải chi trả 80 dirham, tức là khoảng 500.000 đồng Việt Nam, để có thể tham quan bảo tàng ảo giác. Không gian, ánh sáng và gương là những yếu tố quan trọng để các nhà thiết kế tạo ra những tác phẩm gây ảo giác. Đôi mắt và bộ não sẽ có sự phản biện lẫn nhau, từ đó là điều kiện để kích thích não bộ phát triển. Sau sự ra đời lần đầu tiên vào năm 2015, tức là cách đây 3 năm, thì những bảo tàng ảo giác đang xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách khắp nơi trên thế giới. Vân Anh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Đông.